của Lạng Sơn và nữ của Thái Nguyên về điểm danh để thi đấu trận chung kết hạng 390 em nữ. Các bạn khách thường thấy đang kéo co tại Hùng Vương. Các bạn hãy theo dõi nhé. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu trận chung kết hạng cân 420 nam nội dung 6 người diễn ra giữa hai đội, đội bên tay phải trọng tài là đội Thái Nguyên mang trang phục áo xanh, đội bên tay trái trọng tài là đội Bắc Giang mang trang phục xanh đen. Mời tổng đài làm thủ tục kiến. Cổ vũ ông tí sẽ có tinh thần luôn. Chúng tôi xin báo sáng mai đến 8 giờ sẽ diễn ra các nội dung thi đấu kéo co 8 người. Đây là chúng tôi quý vị khán giả của chúng tôi đến chuẩn bị cho chương trình này. Cái bám này nó cũng có gì hồng nó mặt nó sát giấy chung kết hạng 390 nữ diễn ra giữa hai đội
đội bên cánh phải trọng tài mang trong áo đỏ là đội Lạng Sơn, đội bên cánh trái trọng tài là đội Thái Nguyên. Mời chúng ta đang thực hiện thi đấu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.